Trở lại với những thông tin thời tiết cùng chị Phương Ly. Không biết là tình hình mưa dông ở Nam Bộ hiện nay ra sao rồi chị? Vâng, chị Thiên Nhi và quý vị khán giả, không chỉ ở Cần Thơ mà trưa chiều nay, nhiều tỉnh thành cũng đã có mưa dông. Mưa tập trung nhiều ở miền Tây, trong đó có một số nơi như là tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và cả Cà Mau thì cũng có mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Dự báo thì mưa sẽ lặp lại vào chiều mai, diện mưa thì vẫn rộng, khắp từ miền Đông sang đến miền Tây Nam Bộ. Cường độ mưa thì sẽ giảm, số điểm mưa lượng khá, chỉ có ở cục bộ, vì vậy ít khả năng gây ngập úng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Di chuyển trong những ngày mưa như thế này thì quần áo của quý vị sẽ dễ bị ẩm mốc. Có một cách xử lý đơn giản và hiệu quả, đó là quý vị có thể dùng nước ấm pha với một ít giấm, ngâm quần áo trong khoảng 30 phút rồi giặt lại bình thường. Còn từ sáng cho đến trưa mai thì trời mỏng mây, có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ, Cao Lãnh, Vĩnh Long, lên đến miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Phú, Thủ Dầu Một và Biên Hòa, trong khoảng 33 đến 34 độ, trời nóng. Các thành phố khác thì dịu mát hơn, 31 đến 32 độ. Thành phố biển Phú Quốc cũng có mưa dông vào chiều mai, có lúc mưa nặng hạt kèm theo dông gió mạnh. Trước đó thì từ sáng cho đến 1-2 giờ chiều thì có nắng, mây đang xen, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Xin được chuyển sang thời tiết trên biển. Khắp các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang tiếp tục mưa dông, vừa làm tầm nhìn giảm xuống còn 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.